Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng. Tông đồ cầu nguyện. Cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Một ngày mới mở ra, mời gọi con sống trong bình an. Con dâng ngày hôm nay cho Chúa và gạt lo lắng sang một bên. Gió liền tắt và biển lặng như tờ. Những cảm xúc nào đang ở trong con? Con phản ứng thế nào với những khó khăn? Con dựa vào Chúa hay dựa vào sức riêng của mình? Con khát khao xin Chúa cho con được lớn lên trong niềm tin vào Chúa và cầu nguyện cho những người trẻ muốn lập gia đình được sẵn sàng tín thác và cậy trông nơi Chúa khi gặp những khó khăn của cuộc sống. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Cùng Chúa Giêsu trong ngày. Con tìm một góc riêng và dành thời gian để nhìn lại chính mình. Những người trẻ kết hôn cần cảm nghiệm rằng mọi thử thách đều có thể vượt qua với sự trợ giúp của Thiên Chúa. Tình yêu ấy có thể giúp con người vượt qua mọi thử thách và luôn trung thành trong mọi hoàn cảnh. Đó chính là món quà ân sủng để củng cố và vực dậy tình yêu. Đối mặt với khó khăn, con tìm kiếm giải pháp ở đâu? Ở nơi Chúa hay ở sự bảo vệ của con người? Cội rễ bảo vệ đời con là ở Chúa mà thôi, và tha nhân cũng có thể noi theo cách thức đó. Bằng cách này, con tham gia vào sứ mệnh lòng thương xót cho thế giới. Cùng Chúa Giêsu buổi tối. Con nghỉ ngơi và xem lại hành trình hôm nay, gồm những niềm vui và những khó khăn. Ai đã ủng hộ con ngày hôm nay? Con có dựa vào Chúa Giêsu khi gặp khó khăn không? Đức Thánh Cha Francisco hỏi chúng ta: Bí tích thánh thể mà tôi cử hành có giúp tôi thực sự nhận ra mọi người là anh chị em tôi không? Con có cho phép mình hạnh phúc với những người đang hạnh phúc và khóc với những người đang khóc không? Khi được chia sẻ, mọi khó khăn sẽ được giảm bớt, làm mới lại mục đích sống của con. Và qua sự làm chứng, con sẽ giúp những người sống đời hôn nhân có được niềm vui trong sự trao ban và chia sẻ cuộc sống của họ. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.